Dạ, em kính chào quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước nha. Hôm nay em giới thiệu tới quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư một lô đất nằm tại vị trí là ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốt, tỉnh Bình Phước nha. Thì lô đất em đang quay giới thiệu cho quý cô chú anh chị đây được chính chủ nhà gửi bên em quay bán. Thì lô đất của mình có tổng diện tích là 15 mét mặt tiền đường bê tông và chiều sâu là 68. Tổng diện tích của mình là được hơn 1.000 mét vuông. Chủ nhà bán với giá mong muốn là 720 triệu, bao sổ sách cho quý cô chú anh chị mình nha. Thì bây giờ là em đang đứng ở ngay cái đường DT759B hay còn gọi là quốc lộ 14C để di chuyển xuống Đồng Xoài, Bến Cát, Bình Dương đó. Và từ cái vị trí của quốc lộ em đang đứng đây, mình di chuyển vào trong lô đất của mình với bán kính chỉ có 900 mét thôi nha cả nhà mình nha. Đó, em xin nhắc rõ là chỉ có 900 mét là di chuyển tới cái lô đất của mình thôi. Đó, và ngay cái đất ở thị trấn của mình đây, đăng ký thổ cư thoải mái nha cả nhà mình ha. Thì em sẽ giới thiệu về khu dân cư, đường điện và trường học các thứ cho quý cô chú anh chị mình tham khảo trước. Tí nữa em sẽ di chuyển trực tiếp vào trong lô đất, quay cho cả nhà mình cùng theo dõi ha. Thì trong thời gian theo dõi video bên em, quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 032 9393717 nha. Dạ đây quý cô chú anh chị, đối diện với mình là đường quốc lộ 14C đó. Và đây là có hàng quán và di chuyển nên là sẽ có cây xăng Thành Liêm đó. Và di chuyển cỡ lên cỡ 500 mét nữa là gọi cụm trung tư, cụm trung tâm của Thanh Hòa mình nha, gọi là thị trấn đó cả nhà mình. Còn ở đây là có hàng quán cung cấp đồ ăn nhu yếu phẩm. Và con đường em đang quay cho quý cô chú anh chị mình xem đây, từ vị trí em đang giới thiệu mình di chuyển đúng 900 mét nha cả nhà, là sẽ vào tới cái lô đất em giới thiệu với cả nhà mình. Còn di chuyển cỡ 100 mét nữa sẽ tới trường tiểu và trung học của ấp Thanh Thủy này luôn nha. Thì bây giờ em sẽ di chuyển dọc cái con đường để quay trường học và khu dân cư cho quý cô chú anh chị mình cùng quan sát nha. Ở đây là đồ cung cấp đồ ăn nhu yếu phẩm, hàng quán nói chung là rất chi là ngăn nắp và đầy đủ nha quý cô chú anh chị mình. Sổ của mình thì gọi là sổ sạch ha. Sổ sạch thì em cũng có đã giải thích cho quý cô chú anh chị mình rồi, là sổ ở đây là không dính quy hoạch, không tranh chấp và đúng đất, đúng chủ. Sổ của mình là hình thức sử dụng hiện tại là đất trồng cây lâu năm. Đó. Bây giờ em sẽ di chuyển cả nhà cùng quan sát với em nha. Đường này là đường liên xã nha cả nhà, đất này là đất thị trấn ha cả nhà mình ha. Từ đây mà di chuyển vào là chỉ có 900 mét thôi. Đó, còn trường học là ngay trước mặt của mình nè. Trường là trường tiểu và trung học. Nếu mà mình tính từ cái vị trí ngôi trường đây di chuyển vào trong thì chỉ có 800 mét hoặc là đến 750 mét thôi ha. Đây, trường học nha cả nhà. Đây là trường học hai cả nhà mình ha. Bây giờ mình sẽ chạy thẳng con đường này để đi vào cái lô đất em giới thiệu tới quý cô chú anh chị mình nha.
Dạ đây hai quý cô chú anh chị, thì lúc nãy là em đã chạy dọc cái nguyên cái 900 mét ở ngay ngoài trường DT và trường học vào di chuyển cho quý cô chú anh chị mình xem. Thì trong đầu video em đã có giới thiệu là đối diện của mình là với tổng diện tích là 280 hecta của công ty trồng chuối này cả nhà mình. Có nghĩa trước mặt mình là đã trồng chuối rồi nha. Còn đây là cái mặt tiền đường bê tông để dẫn vào cái lô đất của mình. Đường bê tông này của mình là đăng ký thổ cư thoải mái nha cả nhà mình ha. Đó, bây giờ em sẽ phóng xa cả nhà mình cùng thấy được cái công ty chuối này đang bắt đầu đi vào trồng trọt nha cả nhà mình. Đã trồng một diện tích trên đó rồi và bây giờ chuẩn bị mở dưới đây. Còn đối diện với cái lô đất của mình là ở đây ha cả nhà mình. Đó, đây, đây là cái con đường bê tông. Đó, đối diện của mình là công ty chuối ha cả nhà, với tổng diện tích là 280 hecta. Còn chạy dọc con đường này sẽ dẫn ra được ấp 6 của Thiện Hưng mình, gọi là đường thông. Và con đường này là phun hồng nha cả nhà, khu dân cư dày đặc. Còn đây là đường bê tông 5m dẫn trực tiếp vào trong cái lô đất của mình. Thì từ đây vào trong cái lô đất của mình là cực kỳ gần nha. Nhà cửa là dân cư, các thứ là sát bên nè. Thì cái lô đất của mình em xin giới thiệu lại cho quý cô chú anh chị mình nắm rõ. Và trong tất cả các cái nguồn đầu tư ấy, thì mình sẽ thấy được là có nguồn yêu và nhược điểm đúng không ạ? Nhưng cái nguồn này là em cảm thấy rất chi là phù hợp cho mình đầu tư. Nếu nói về lâu về dài là cực kỳ tiềm năng. Còn cái lợi trước mắt của mình là đang mua lúc đất chìm ha cả nhà mình ha. Thì lúc này là đất và các công ty chưa có hình thành rõ ràng. Thì người dân mình là chưa có nắm hết được cái giá cả lên xuống như thế nào. Đó. Thì quý cô chú anh chị mình mua vào cái thời điểm này là rất chi là phù hợp ha. Có 720 triệu mình sở hữu được một lô đất chiều ngang mặt tiền đường bê tông 5m này là 15m, sâu xuống 68, với tổng diện tích của mình là được hơn 1.000m2. Và chủ nhà của mình là đã có đăng ký thổ cư sẵn nha cả nhà. Nếu cái thổ cư về thì quý cô chú anh chị mình là gặp trực tiếp chủ nhà. Còn đang bán cái miếng đất của mình đây hiện tại là đất trồng cây lâu năm. Đó, em xin nói rõ cho quý cô chú anh chị mình nắm được ha. Chỉ có 720 triệu bao sổ sách pháp lý rõ ràng cho quý cô chú anh chị mình sẽ sở hữu được một lô đất là chiều ngang 15 đó, và cách mặt tiền lộ nhựa chỉ có 550 m tới 100 m là hết thôi nha cả nhà mình ơi. Đó, đây. Còn con đường này đi vào là khu dân cư rất chi là rõ ràng đây luôn. Trên đất của mình thì có một nửa là có cao su. Cao su đang cạo thế này này cả nhà mình. Đó. Và lô đất của mình là sổ sách vuông vức đẹp nha cả nhà mình. Vì do đây là chủ nhà có rào hàng rào này nên là em sẽ không di chuyển vào được. Nhưng mà đuôi của mình đảm bảo cho mình là chắc chắn là đủ diện tích đất, đúng sổ nha quý cô chú anh chị. Còn đây là em đang quay đối diện với cái mặt tiền đường liên xã và đối diện với công ty trồng chuối với tổng diện tích là 280 hecta nha cả nhà mình ha. Đó, ở đó là sẽ quy hoạch tất cả các công ty ở đó chứ không phải riêng mình công ty trồng chuối. Đó. Nếu mà đã trồng như vậy sẽ có xuất nhập khẩu đầy đủ ha quý cô chú anh chị mình. Một lô đất đầy tiềm năng và mình mua là mình mua đón đầu ha. Dạ thì lô đất của em giới thiệu tới quý cô chú anh chị mình là nằm tại ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha quý cô chú anh chị. Cách đường DT 759B chỉ có 900 m, cách trường học thì chỉ có 750 m đó. Và lô đất mình sở hữu là 720 triệu, bao sổ sách cho quý cô chú anh chị mình. Dạ đó, người dân ở mình thì rất chi là thiện cảm luôn. Đây, đường của mình thì bao rộng, xe lớn xe nhỏ đi vào được hết nha cả nhà. Đường dây điện là có sẵn cho mình rồi. Đây, đây là em đã di chuyển tới cái lô đất của mình nha. Từ cái vị trí em đang đứng đây di chuyển tới bé áo xanh đó là 15m. Chiều sâu của mình là được 68m ha cả nhà mình. Đó, đây, em sẽ đưa. Tại vì vướng cái hàng rào á, em đi vào không có được nha. Còn đất này là của chính chủ nhà gửi bên em quay bán. Nên quý cô chú anh chị liên hệ với bên em là sẽ được gặp chính chủ nhà và được sổ sách đảm bảo cho mình luôn ha. Thì mọi thông tin quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 032 9393717 nha. Đây là số Zalo của em luôn. Thì cả nhà có thể kết bạn Zalo để em gửi hình ảnh sổ sách và vị trí lô đất cho quý cô chú anh chị mình xem luôn ha.
Em được xin nói rõ cho quý cô chú anh chị mình nắm lại vấn đề nha. Là lô đất của mình được chiều ngang mặt tiền 15, sâu 68. Trên đất của mình là có cao su. Chủ nhà bán với giá mong muốn là 720 triệu. Có thưa bao sổ sách cho quý cô chú anh chị mình nha. Thì từ cái vị trí lô đất em đang quay giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình xem đây. Là từ thành phố mình di chuyển lên là 150 km, từ Bình Dương mình di chuyển lên là 120 km ha. Thì quý cô chú anh chị mình sẽ di chuyển theo hai quốc lộ, đó là quốc lộ 13 và quốc lộ 14 nha. Thì mình sẽ đi từ Bến Cát, Trơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh, Thanh Hóa. Miếng đất của em nằm tại vị trí là ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha quý cô chú anh chị mình nha. Dạ đây là em sẽ di chuyển tới cái vị trí thứ hai nha cả nhà. Dọc theo cái hàng chuối này cũng là đồng thời cái ranh giới thứ hai của mình ha. Thì từ đây mình chạy thẳng xuống là sẽ được 68 m. Chủ nhà đảm bảo là đúng đất, đúng diện tích cho mình ha. Và trong cái quá trình mình đến gặp chủ nhà thì sẽ có địa chính vào đo đạc đầy đủ và cho quý cô chú anh chị mình kiểm tra luôn ha. Đó. Và chạy dọc theo cái con đường này mình di chuyển vào sẽ có hộ gia đình ở hai bên nha cả nhà. Tới cái khoảng trước mặt của mình là cái ngã tư, sẽ rẽ về từng cái hộ gia đình nha. Em quay thế này là quý cô chú anh chị cũng quan sát được các nóc nhà qua màn hình em đang quay cho quý cô chú anh chị mình xem. Đó. Và nãy giờ thì em cũng đã di chuyển đầu đuôi từ ngoài đường quốc lộ 14C, di chuyển vào trường học và vào trong miếng đất cho quý cô chú anh chị mình cùng quan sát nha. Thì lô đất em giới thiệu tới quý cô chú anh chị mình là nằm tại ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Trên đất của mình là trồng cao su nha cả nhà mình ha. Đó, thì lô đất của mình được với tổng diện tích là hơn 1.000 m², thì sở hữu 15 m, sâu 68. Nguồn gốc sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Chủ nhà mong muốn bán với giá là 720 triệu, bao sổ sách cho quý cô chú anh chị mình nha. Dạ thì đến đây em xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý cô chú anh chị. Hẹn gặp quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư vào những video tiếp theo của em nha.